Trở lại vấn đề tôi muốn chia sẻ với các vị hôm nay, những cái lễ hội văn hóa truyền thống của người Việt, những lễ hội chúng ta du nhập, thì trong cái thời gian qua chúng ta thấy các lễ hội văn hóa truyền thống được phục hồi rất là nhiều, phát triển đa dạng trên đất nước chúng ta. Có những lễ hội mà chúng ta thấy rằng nó đã bị mai một một thời, mà không biết có phải là thực sự là văn hóa truyền thống Việt Nam hay không, mà chúng ta thấy hơi đáng sợ một chút. Đó là lễ như giống như là lễ hội chọi trâu. Ở đây các vị có từng xem qua báo chí những lễ hội chọi trâu ở dường như Đồ Sơn, Hải Phòng phải không ạ? Những cái này tôi xem không nổi. Tôi chỉ xem hình thôi, còn video clip là không xem được. Bởi vì nó tàn bạo quá, nó dã man quá. Cho nên những cái lễ hội này tôi chỉ nêu ra cho các vị: lễ chọi trâu nè, lễ hội gọi là chặt heo nè, lễ này ở Bắc Ninh, tức là nguyên con heo lớn to vậy đó, rồi đao phủ dài như thế này, rồi ra chặt làm đôi đó. Tức là người ta cột con heo bốn chân ở bốn góc của bốn cái người căng ra như vậy, và ai mà chặt một nhát mà được làm đôi á là xem như là người đó là chặt là tốt. Rồi á, lễ hội đâm trâu thì hình như là lễ hội đâm trâu này của ở một cái bộ dân tộc nào đó, bằng cách là người ta làm một cái cây trụ thật lớn và vững, rồi người ta cột cái mũi con trâu á, người ta cột vào trong đó với một cái sợi dây mà dài chừng một sải hai sải vậy đó. Rồi nhiều trai tráng thanh niên trong làng mới chuẩn bị là những cái cây nhọn như vậy nè, hoặc là đầu có sắc nhọn, hoặc là cây tự giót nhọn, và bên ngoài cứ là đâm mà để con trâu không chạy được ra khỏi cái vòng đó, đâm chừng nào chết thôi. Thì những lễ hội này chúng ta thấy nó dã man quá. Theo tôi thiết nghĩ có một số những lễ hội không cần thiết phải phục hồi, vì nó không đem lại lợi ích cho con người chúng ta. Vì nội dung và ý nghĩa của lễ hội nó không làm cho con người chúng ta thay đổi được điều gì, mà thậm chí còn tiêu cực hơn. Và chúng ta không làm đẹp trong mắt của bạn bè năm châu khi chúng ta đã hội nhập quốc tế. Khi chúng ta hội nhập quốc tế, chúng ta cần chứng minh cho những cái gì mà những cái nét giá trị văn hóa của đất nước chúng ta. Những văn minh, các giá trị nhân đạo cần phải cho bạn bè năm châu biết để họ tôn trọng. Còn có những cái mà nó tiêu cực hoặc nó dã man, nó không có nhân văn, thì ở đây chúng ta cần phải bỏ. Những cái lễ hội như đâm trâu, chặt heo hay là chọi trâu, những cái đó dưới mắt của bạn bè năm châu thấy chúng ta chơi những lễ hội như vậy dã man quá, vô nhân đạo quá. Cho nên Việt Nam chúng ta chuẩn bị ban hành cái bộ luật mà tôi thấy rằng rất là nhiều người đồng tình và vui mừng. Đó là bộ luật cấm ngược đãi và tàn bạo đối với các loài súc vật cầm thú trong việc giết mổ và nuôi. Đây là những cái mà chúng ta thấy rằng nếu cái luật này được ban hành thì chúng ta thấy rằng những lễ hội đó xem như là vi phạm luật pháp. Dự kiến là năm 2020 cái luật là cấm ngược đãi đối với súc vật chăn nuôi cũng như giết mổ, thì ở đây nếu được ban hành thì tôi nghĩ đó là cái điều rất là tốt cho cái ánh mắt nhìn của bạn bè năm châu nhìn về người Việt Nam của chúng ta. Họ sẽ hoan nghênh chúng ta, họ sẽ thấy con người của chúng ta nhân văn mọi thứ. Thì khi mà luật đó ra đời, nó sẽ hạn chế tối đa những việc giết mổ bừa bãi và cái cách giết tàn bạo của chúng ta. Sự thật rằng so với nhiều nước văn minh trên thế giới, người Việt Nam chúng ta sử dụng cách mà giết mổ của chúng ta đối với những loài cầm thú để phục vụ ăn uống của chúng ta, nó tàn nhẫn đó, nó ác đó. Ví dụ người ta ở nước ngoài, người ta sản xuất thịt công nghiệp, ví dụ như người ta làm gà công nghiệp đi, nhưng mà khi mà người ta giết mổ thì người ta sẽ có cái cách gì đó để người ta làm cho những loại gà này nó bị mê đi, và người ta sản xuất hàng loạt như thế. Còn Việt Nam chúng ta mà muốn có một con gà để ăn, chúng ta làm gì? Chúng ta quen rồi cho nên chúng ta không thấy nó dã man. Nhưng mà người khác nhìn vào thì thấy chúng ta dã man. Là sao? Chúng ta đi bắt một con gà gọi là gì? Nếu mà cái thông thường mà thói quen là
chân của chúng ta đạp hai chân của con gà. Rồi làm gì nữa? Còn cái cánh nữa. À, chúng ta lấy chân kia chúng ta đạp hai cánh con gà. Rồi làm gì nữa? À, bắt đầu tay còn lại nắm cái đầu con gà, ngước cái cổ lên. À, có phải không? Rồi tay còn lại làm gì? Nhổ nhổ. Rồi bắt đầu chúng ta lấy dao chúng ta khứa. Cách giết mổ chúng ta là vậy. Nhiều thứ lắm. Tôi có coi một video clip ngắn của một cái trang trại rắn. Đây là một phụ nữ khoảng trên 40 tuổi. Chưa đầy 5 phút họ làm 10 con rắn. Các vị thấy rằng rất là hay, họ làm bằng cái dao lam. Đầu tiên là họ lại lấy máu, họ nhỏ vô rượu. Họ cũng dùng dao lam họ cắt. Sau đó họ sẽ rạch một đường dài từ trên cổ xuống tới dưới bụng để họ lấy toàn thể bộ đầu lòng. Rất là nhanh và rất là gọn. Họ làm rất là lẹ. Phải nói là những cái cách này là chúng ta thấy rằng người nước ngoài nhìn vào thì họ cũng sợ người phụ nữ Việt Nam. Muốn cưới vợ cũng hơi ớn. Dòng thứ dao lam mà nó rạch bụng rắn không là thấy sợ rồi, phải không? Đúng là chuyện đó của nam giới, đúng không? Nhưng mà người nữ chúng ta vẫn làm được. Thì cái này tôi nói một vài cái để chúng ta thấy rằng cái tầm nhìn cái của con người chúng ta nó còn những cái mặt giới hạn như thế nào, để cho chúng ta nhìn lại một chút trong các hành vi của chúng ta.